Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì vào ngày hôm qua thì game nó cũng đã update phiên bản mới, phiên bản 1.7 nên là nó cũng có một số thay đổi về độ nhạy. Cũng gọi là thay đổi về độ nhạy mà nó có một tí cập nhật mới mà mình vô thấy rất là lạ nên nay mình sẽ làm mấy clip để hướng dẫn sâu setting độ nhạy mới phiên bản 1.7 cho các bạn xem nha. Thì đầu tiên thì cái game lần này update thì mình cảm giác nó mượt hơn, mà cái mục độ nhạy nó có thay đổi một tẹo, có một cái chức năng cũng khá hay mà mình muốn chỉ cho các bạn. Đó, thì giờ mình sẽ lấy thử một cây súng mình bắn cho các bạn xem nha. Thì tí cái độ nhạy của mình sẽ ghim dưới bình luận với lại mình bỏ ở dưới phần mô tả, nếu bạn muốn thì có thể xem và copy cái mã code đấy mà chơi thử nha. Bây giờ mình lấy súng đã. Đây mình sẽ thấy thử các bạn xem này. Đầu tiên do mẹ nha. Đây lấy 6. Đây là 3. Nếu cái độ nhạy của mình thì nó khá là chậm, như mình nói như trong clip trước rồi, là độ nhạy của mình nó do là mình kéo tay quen. Đây là phần độ nhạy của mình, đây là phần độ nhạy camera nha. Thì cái phần kéo tay ấy là phần mà để kéo lia qua lia lại, là phần không ống nhắm và góc nhìn thứ ba ấy. Có hai phần là mình để 5 năm thôi, bởi vì mình kéo nhiều. Còn các bạn là muốn kéo nhẹ mà nó đi nhiều thì các bạn tăng lên ở cái phần không ống nhắm góc nhìn thứ ba ấy. Thì như mình thì mình để 55 thôi đó. Phần mình đang kéo tay này. Đây là độ nhạy camera của mình, còn đây là độ nhạy ngắm bắn nha. Đây, đầu tiên vô mặc định sẽ độ nhạy ngắm bắn này sẽ đóng như này, nhưng mà để nó sẽ nhận luôn cái độ nhạy của độ nhạy camera khi nào nó đóng như vậy này. Còn nếu muốn bạn nào muốn chỉnh độ nhạy riêng của camera thì các bạn nên bấm mở lên nha. Như mình thì độ nhạy camera của mình có hơi độ nhạy ADS này, mình có khác một tẹo, nên là độ nhạy người bắn của mình khác một tẹo, nên mình mở lên để mình chỉnh đó. Đây nó khác, chỉ là khác phần x6 với x8 thôi. Phần này mình để 8 với 3 ở 3 với lại 3. Có còn độ nhạy của camera góc nhìn tự do cái thứ thì là phần kéo mắt nhẹ dù cái thứ thì cũng vẫn vậy thôi. Đây là phần kẻ máy con quay. Phần này ấy, thì kẻ máy con quay của mình là cả phần độ nhạy ngắm bắn và độ nhạy kẻ máy con quay ADS mình cũng để giống nhau, nên là mình chỉ để một cái thôi, mình không có bật lên để chỉnh hai hai phần của mình là giống nhau đó, nên mình đóng nha. Đó, tính năng mới game đó thì mình đóng để cho nó nhận luôn độ nhạy ở trên luôn, bởi vì hai độ nhạy trên dưới của mình giống nhau đó. Còn phan các bạn nhớ, còn phần sang phần nâng cao này, phần nâng cao đó mình chỉnh chỉnh phần nâng cao là mình chỉ add những cái súng snip của mình thôi nha. Đây độ nhạy của mình, đây snip của mình đó. Các bạn nào muốn thì có thể tham khảo nha. Nhập code thì cái mã code mình sẽ để dưới mô tả, ghim dưới bình luận nha. Đó. Độ nhạy là mình dành cho tất cả khẩu sniper luôn nha, M24, AW hay là Win4, Mosin hay là các thứ là mình để như nhau. Giờ mình sẽ lấy thử một khẩu snip mình bắn thử cho các bạn xem. Chỉnh theo phần chỉnh theo mình để xem cho mình cảm nhận nha. Game nó cũng ra chế độ cái gương gì mình thấy các bạn nhiều nhiều các bạn chơi mình chưa chơi thử nên cũng không biết nó sẽ như thế nào.
Xem mình chơi trên review các bạn xem nha. Thì theo mình thấy thì phiên bản cập nhật lần này cũng đổi không có gì khác với phiên bản 1.6 trước cả. Chế độ nhật thì mình thấy nó vẫn thế. Còn chỉ có thêm một cái tính năng là bật tắt cái nhận độ nhạy của ADS hay là độ nhạy ngầm bắn thôi. Bạn nào mà không muốn chỉnh nhiều thì cứ độ nhạy cũ, phiên bản cũ cũ lần trước mình chưa ra độ nhạy riêng á. Đó. Phần độ nhạy của mình đây. Đấy, để độ nhạy thấp để độ nhạy vừa thì mình để mình để tự thiết lập, các bạn nhớ bấm cho tự thiết lập với lại cài đặt nâng cao để mà add cái mã độ nhạy của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ cái mã này. Để mình tạo, mình sẽ lưu và ghi chú luôn đi để tí nữa mình lấy mã ra khỏi quên. À, thì đây mình sẽ thêm vào đây luôn đi. Đó, mình dán vào đây. Một tí mình sẽ ghim cái mã này dưới bình luận nha. Các bạn nhớ kéo xuống bình luận hoặc là trong cái phần mô tả của video thì các bạn lấy cái mã này nha. Rồi, bấm tìm bộ cúc này. Đây, để mình share cái mã này luôn. Đây là phần của snip. Là độ nhạy tùy chỉnh đó. Thì mình đã lưu vào đây rồi nha. Thì lần này bản update lần này mình thấy cái giao diện của nó thay đổi cũng khá là nhiều. Đầu tiên mình vô mình còn không biết là tải tập nguyên ở chỗ nào rồi. Nhưng mà được một cái chơi mình cảm nhận được là cái bản này cảm giác mượt mà hơn, nó đỡ kiểu giật lag hơn. Hoặc là mình mới bấm lên đấy mình đã được rồi. Rồi từ từ mình cũng để qua độ nhạy của mình. Đây là video của mình đến đây là hết rồi, nên là bạn nào thấy hay hãy để lại một like và đăng ký kênh nha. Mình sẽ ra những video mà chất lượng hay hơn nha. Cảm ơn các bạn, bye bye, chào mọi người, bye bye.